Ok, xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại Total War Shogun 2 với campaign Dante mức hard khó. Thì là trong lần trước thì chúng ta kiểu là tiêu diệt toàn bộ Hattori và Chosokabe. Và thì trong lần này chúng ta sẽ kiểu mình ấy, mình sẽ cố gắng tiêu diệt sạch Mori và Otomo trong part lần này. Ok chứ? Ok. Và mình biết rằng là mình làm rất ít Chosokabe, kêu mà cứ bình tĩnh, mình chưa hề chán campaign này đâu. Ok chứ? Khoảng tầm sau khi làm xong part này mình sẽ, một là mình sẽ làm part đánh Kyoto, hai là mình sẽ đánh Chosokabe nhá. Ok chứ? Ok, bắt đầu vào chiến đánh luôn. Thì là quân đội bọn nó là kiểu toàn là samurai nên là bọn nó cũng gọi là cái mức thang balance power của bọn nó hơn mình, nên là kiểu đấy thôi, nhưng mà chẳng gì ở bên đó đâu. Bởi vì nhá, quân đội của nó cực kỳ ít cung, mà quân đội mình cung có 3 unit bow samurai này, với cả là khoảng tầm vài unit bow ashigaru gì đó, không hề đâu. Ok chứ? Nói chung có chuẩn bị như này đã. Hơi có vấn đề tí nhỉ, thôi một kệ đi. Xin đàn đáp bình thường. Ok, thì là quân đội mình sẽ tiếp viện từ hướng bên này. Thực sự nó mình không cần quân tiếp viện lắm đâu nhỉ, cái mình cứ thoải mái vậy. Thì là ui giời, mình có nhiều cung quá nhỉ. Từ từ để mình xem, để tính xem mình sẽ bày đặt bố trí cung đâu cái. Thì có khi là mình sẽ cho khoảng tầm 4 unit bọn mày xuống đây chặn đi nhá, bọn nó ít cung mà, nên mình cũng gọi là khá là yên ổn đó. Rồi đó, mày xuống bên này. Khi quân đội mình có vẻ ít kiểu quân đánh cận chiến quá nhỉ. Kỵ binh bọn này, khi bọn này phải chui ra ngoài kiểu dụ đạo quân bọn nó ra đi nhá, thì là mình sợ là mình cực quá ít cung ý, cực kỳ sợ mình đang cực kỳ ít cung, ít lính đánh liền, mình quên mất ít lính đánh cận chiến nên là mình cũng hơi sợ tí. Thôi thoải mái đi vậy nhá, biết vậy cái đã. 4 unit đây, mọi người cứ đứng trên tường hành như này đã. Ok chứ? Ok, bắt đầu với cái nào. Quân đội bọn nó này có 2 unit ở đây, thôi rồi sẽ cho kỵ binh lên chat vào đây nhá, nói chung sẽ đơn giản mà. Bọn này không có kiểu là đội hình kiểu watch formation cỡ biết vậy cái. Bên này sao có 2 katana samurai, quân đội mình sẽ đến từ hướng đằng sau này. Bọn này ở bên này mình không sợ đâu, bọn này chắc là không leo thành vội đâu nhá. Thì từ từ tí, bọn này kỵ binh bên này đúng không, sau đó là quân đội bọn này bên này nữa này, quân đội bên này, bọn này đang trốn sau trong rừng hay sao chứ nhỉ. Kỵ binh đâu ra chát thẳng vào cung bọn nó nhá, xem thử thế nào cái. Katana samurai hơi drop MPS nhỉ, cơ mà cứ phải bình tĩnh tí đi cái. Quân đội tiếp viện đằng sau rồi nhá con, mai phải cẩn thận đấy con ơi. Tướng cho chát thằng đấy cái đấy cái, nhưng mà tướng này của mình là mình mà mất tướng này hơi bị phí đó, nên phải cẩn thận đi thôi. Giãn hình là cái. Bọn mày tấn công ra đây đó, kiểu chạy thẳng lên đây cái. Mày quá chưa chết, chết hai đứa không sao, không mất đâu. Bọn mày tên lửa đó, tên lửa cái, rồi chuẩn bị tên lửa thôi cái. Cung bọn này thế chắc rồi nhá, cũng thoải mái đi, tướng mình sẽ khi sẽ xử lý được, chắc vậy, mình nghĩ vậy chắc xử lý được thôi chứ, sao mà không xử lý được? Cơ mà kỵ binh của mình thôi rồi, bên này bọn nó một số unit thì mình sẽ cho được trên tường hành này đứng thủ chỗ này có khi tốt hơn đó nhỉ. Bọn mày chui sang bên này cái, mày có tầm đâu? Không phải tầm được đúng không? Rồi thì mình có khi mình sẽ cử bọn này chui sang bên này đi nhá. Giãn hình ra cái, sẵn sàng tấn công bọn nó đi. Mày thì bên này thì khi cũng chẳng điểm gì bên này lắm đâu nhá, bên này khi đủ rồi đó. Ok, quân đội bọn này từ từ bọn mày bắn vào đây cái nào, bắn vào đây này, bọn mày tấn công thẳng ở đây. kiểu là lấy số lượng kiểu đè nát cái lượng bọn nó ấy. Tướng đâu, bọn mày luôn ra vào đấy, sao mà cung. Thằng tướng mình cẩn thận đấy, thằng tướng này level cao và mình không muốn mất thằng tướng này đâu nhá, không phải muốn đâu. Thôi có mình bây giờ máy mình kiểu mùa hè nên cái performance nó bị đảo hơn tí, không cảm thấy nhá. Khi là mình sẽ cho cử một đạo quân cung xuống đây đó, mày đứng đây thủ cái. Ok, bọn này ngu rồi nhá, bọn này ngu rồi. Bọn mày kiểu chán lên để tấn công cái nào, tấn công ra mặt đằng sau bọn này cá đi. Bên mặt này hơi bị đông đấy, mình phải cẩn thận tí thôi nhá, bên mặt này hơi bị đông quá. À đâu, bên mặt nào nhỉ, ở bên mặt này mới đúng này, mặt này cực kỳ đông, thế nên thôi mình sẽ rút hết hai nít sang bên này cái hỗ trợ đấy nhá. Cho bọn mày xuống bên dưới tường hành này mà đứng này, bên này của bọn nó mình nhớ là bọn nó có vài nít, có đông unit cùng phết đấy chứ nhỉ. Ở bên vậy cung lửa cái đâu. Bọn mày xuống đây, bọn mày giữ thành cái được nhá,
hỗ trợ Tứ Thành cái thì là bên này thì mình sẽ nói chung là cố gắng thôi nhá, chỉ biết vậy thôi. Mình nghĩ là ở chỗ này cũng không cần thiết phải có quá nhiều quân đội đâu nhỉ. Dán hình ra cái đi, dán hình ra cái. Chết thành nhiều lắm nhỉ. Thôi chạy xuống đi cái, mau lên mau lên mau lên. Chạy đây chạy đây, mau lên mau lên mau lên, chop chop, hurry up. Quân đội mình ở bên này có vẻ nó là superior local force. Cho dù bọn này chưa mộ từ rất xa ở chỗ vùng hoàn... Local force là kiểu kiểu là lính địa phương nhá. Cơ mà bọn này chưa mộ ở vùng Hojo nên là không thể gọi là lính địa phương được. Chắc vậy. Tấn công ra đây không? Mau lên cái. Bọn này sao chết nhanh nhỉ? Lính của mình ở đây có vẻ là... Hattori Ashigaru. Oh shit, bây giờ mình mới để ý là quân đội mình có một số lính là Hattori. Hattori. À đúng rồi, quân đội này của mình là mình mua của bọn nó. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Kisho Training. Ok, bọn mày chọn tạo lập ra đội hình cái đi. Bọn mày thì ở đây thì đứng ra bên này chắn bên cánh của bọn nó cái. Bảo vệ cái ngái nào. Đồ ok, tường hạnh, okay, tháp này sắp bị bắt đến nơi rồi. Thì mày tấn công ra đây không? Mình nghi ngờ là bọn cung bọn này sẽ tiêu diệt hết sạch con mình của mình lắm. Ê trời. Kỵ binh mình đâu rồi? Kỵ binh đâu? Mày trả lên tấn công của bọn này cái. Bow Samurai, biết vậy. Biết đâu rồi bây giờ. Mày đàn ra đây được không? Tên lửa cái. Tên lửa. Tướng đâu? Sao mày hỗ trợ tinh thần cái nào? Bỏ mía nó, trời ơi. Bọn này nó tấn công vào tường thành. Chặt bọn này không leo lên tường thành được. Đừng cho bọn này leo lên tường thành. À đây là Bow Samurai đi. Ok, an tâm rồi. Kỵ binh đâu, chạy nhanh lên cái nào. Quân đội của mình ở đây thì đang... Oh shit. Mày không tấn công bọn này à? Bỏ mía nó rồi. Thằng này cũng được đó chứ nhỉ. Tấn lửa cái. Thôi rồi, lui trên thành cái. Cho bọn này bắn cho kiểu chết chết đi cái. Sao bắn ngu vậy cả trời. Lui về, mau lên. Bên đội hình bên này sao rồi? Tướng đâu? Kiểu rally cái nào. Tăng tinh thần lại cái. Tinh thần bên này cũng khá là tồi tệ chứ nhỉ. Có vẻ hơi hiểm nguy rồi đó. Quân đội đâu? Bọn mày giết tướng cái. Này tiện hơn chứ nhỉ. Kỵ binh đâu rồi? Cho bọn ngu phải tấn công ra đây. Cung đâu? Cung cũng leo thành nốt. Quân đội của mình khi mình sẽ phải lui về đó. Quân đội mình bắt đầu leo đây rồi thì mình sẽ cho phòng thủ mặt sau cái nhá. Có gì mình sẽ cho phòng thủ mặt sau khi tốt hơn đó. Kỵ binh mình đâu rồi? Kỵ binh đâu? The fuck. Ngu mía nó rồi trời ơi. Bên mặt thế này hơi có vấn đề rồi đó. Thì là còn quân đội còn cái kiểu đội hình nào không còn chưa dùng cung lửa ấy. Chả mấy tật sạch tướng nó đi cái nào. Tướng chết thì mình sẽ thắng được mà. Mình mà thấy vậy nhất là nhỉ. Mày bị vậy cái. Quân đội mình đã sắp tan rã rồi. Lui về đi. Kỵ binh mình ngu hết sạch rồi. Thôi rồi biết vậy cái. Bọn mày chả ra đây giữ mặt này được không? Mau lên cái nào. Lui ra khỏi. Mẹ cái bọn kỵ binh kiểu ngu gì. I know. Tiêu diệt tướng nó chưa? Từ đấy là mình chưa thấy thông báo về gì về tiêu diệt tướng nhỉ? Tràn lên tấn công một cái. Nha. Mày lui về. Đội hình đâu rồi? Mau lên tràn ra đây cái nào. Cổng này bị bọn Mori cướp rồi gì? Bọn khùng khùng này. Một mày lên chặn cái nào. Quân đội tiếp viện đây mình sẽ cố gắng cứu được đội hình của mình trên này, bởi vì là quân đội mình là không phải là gọi là chất lượng như bọn nó đâu. Bọn nó toàn là samurai, quân đội mình là Ashigaru nên mình mới có thể bị vỡ mặt trận này. Nên các bạn tham khảo tí nhá. Mình nếu mà quân đội thứ nhất của mình mà thua ấy thì là không phải do lỗi của mình mà do lỗi bọn nó. Cái gì ấy? Shit. Kiểu nó bị bao vây ở đây. Từ từ chụp ảnh cái nào. Chụp ảnh. Nhờ không chụp được rồi. Thôi rồi. Ừ.
Mình thắng rồi này. Kiểu kiểu mọi người tự nhiên tan rã hết sạch cơ. Trời sao nhỉ? Không biết vậy cái. And battle, decisive victory. Tuy rằng chết cả đám, nhưng mà thực sự mà nói thì mình đảm bảo mình sẽ thắng được. Nhưng mà chết nhiều quá. Thôi biết vậy, vô kinh nghiệm cái. Mình nói chung là phán đoán hơi ngu tí. Bởi vì quân đội mình nó phải ship đội hình, nó hơi mất đấy làm tí. Mình mất toàn bộ khoảng tầm, nói chung là lính đánh cận chiến mình ấy, chết sạch cái đám. Bên này thì vẫn còn khá là bình yên. Nói chung chỉ mệt thôi chứ chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Nói chung hơn là bọn Mori, Mori chết sạch quân đội, còn mình thì chết một nửa. Nó chết 1/4. Nếu mà tính một số thứ. Nói chung đi chiếm Anava rồi vậy. Nói chung nên bắt đầu mình đi phản công nhá. Thì là tỉnh này là tỉnh thành cấp cao, nên là mình sẽ chiêu mộ cả đống quân đội vào đây mà. Khi mình sẽ cho chiêu mộ 2 Yaru Kabri nhỉ. Sau đó thì cho Yaru Shigaru này. Mày lên phản công lại mà chiếm Harima cái nào. Rồi ok, chiếm. Trước đây là thuộc phiên dậu của mình nhá, nhưng mà bọn nó chiếm nên là cũng không có vấn đề tí. Cơ chẳng sao đâu nhá. Chiêu mộ thuyền. À đâu, mình có phải chiêu mộ thuyền bên này chứ nhỉ. Để mình kiểu kiểu, một là mình úp vào ô tô mộ cũng được. Hai là mình sẽ, nói chung tùy, thích nào thì thích. Chiêu mộ thủy binh đây cái nào. Mày, sang bên này cái, tập trung quân đội, sẵn sàng di chuyển. May dẹp bọn này đâu. Apprehend cái nào, 0%. Rồi ok, à không tiền. Không thấy mới đúng nhỉ. Rồi phá con động của nó đi cái. Rồi ok. Tăng cấp level 5. Vẫn chưa có mặt nạ đẹp nhỉ. Mình thích mặt nạ đẹp hơn. Sabotaging success chance. Cái này mở lên cầu gì nhỉ. Oh shit. Khó mở lắm. Khó mở lắm. Mình không cần. Cái cần tiền là mình không cần thiết lắm đâu nhá. Tiền mình không thiếu. Nhưng mà bây giờ nếu để mà nó mình phân công trời ơi, cứ cho bừa đi vậy. Cho assassinating này. Sabotaging buildings, sabotaging buildings. Ai xe. Thôi cho bừa cái. Mặc kệ đi nhá. Phải cho quan tâm nữa đâu. Bảo vây vậy. Quân đội đâu? Tiếp viện cái nào. Đây là đem vô mình đó. Chiếm. Peacefully occupy nhá. Rồi sau đó thì tấn công đẩy mạnh lên Hoki luôn. Mình cần phải tấn công trước khi bọn nó kiểu kiểu có thể hồi phục được quân đội nhá. Quân đội mình vừa bị tiêu diệt sạch xong mà. Biết vậy cái. Ở Kyoto bọn nó không bao giờ dám chui ra khỏi đấy đâu. Nên là cứ gọi là tạm thời may mắn biết vậy cái. Mình không phải cần phải nghiên cứu cũng được chứ nhỉ. Vài thời nữa quân đội mình sẽ bắt đầu đổ bộ lên Otomo mà đánh nhau nhá. Đón trước tình hình đấy nhá. Biết vậy nhá. Để bớt bọn này cái. Đỡ đần cho kinh tế nhá. Phải biết vậy cái thì là. Chứ phía Bắc này đáng lẽ mình có thể kiếm lên tiền rồi chứ nhỉ. Bọn này đang chặn cảng mình, mà chặn cảng chặn đêm gì cả. Bọn nó không thể làm gì mình đâu. Bây giờ hiện tại bọn nó chẳng thể làm gì được. Garrison Forces rút sạch cái đám ra đi nhá. Bọn mày tấn công thêm bên này cái, hỗ trợ đi. Mày tiếp tục đi xem có mua quân đội bọn nó không. Level 4 thôi đi. Hanafuda Court, Overseeing Army gì cái nào. Bribing này. Apprehending, rồi ok. Tập trung vào Bribing và Apprehending kiểu kiểu để cho phá bọn nó thôi nhá. Quân đội này đây cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi tí nào. Khó đây. Khi mình sẽ phải kiếm chút tiền nhỉ. Cơ mà một số tỉnh vẫn chưa yên lành được. Nó không hề giảm nữa ý, vấn đề vậy. Chờ một mối ý đây này. Sau đó bỏ miễn thuế. Tỉnh Kawachi này sao. Không bỏ được. Tỉnh Etchu này đây thôi. Chờ mộ một unit đây gái. Sau đó thì bỏ đi. Tỉnh Noto không tha được mình đâu nhá. Hàng loạt các tỉnh vẫn không thể nói yên được chứ nhỉ. Mệt thế rồi. Quân đội này đây mà không chiêm mộ nữa có mà chết sạch cả đám. Cái đảo có nhiều lực lượng phòng thủ nhỉ. Cơ mà vấn đề bây giờ mình đổ bộ lên cái hòn đảo kia, cái Kyushu kia có thể an toàn không ý. Mình đổ bộ đấy, mình cần phải sẵn sàng. Cái bọn Mori đang bây giờ đang rút lui về rồi. Oh shit, Otomo. Biết rồi. The safeguard là cái gì ấy? Oh, inspired. Oh shit. Mình đang kiếm lại được tiền đó chứ nhỉ. Normal cái, EO. EO này vẫn đang tăng lên nhỉ, mệt hết người đấy.
có một vài thứ vẫn đang loãng được lên đây. Đồ kê tỉnh này phải chưa một một init này. Apprehend cái nào? Rồi ok. Ở tình chỗ này thì mình sẽ cho thằng Mai ở Assassin được không? Rồi ok, đem vô chết rồi. Shit. Mình đấy có tiền đây. Tôi và thằng cha sẽ cắm đây nhá. Rồi mình sẽ mua con đội bọn này cái. Nói chung mình sẽ sạt nghiệp kinh tế mình cơ mà sẽ xử lý được nhá, xử lý được. Cho miễn thuế rồi gì. Vẫn không tha mình được đúng không? Mấy đấy người. Thằng agent mình đâu rồi nhỉ? Mày chui trong này cái. Mày dài quá. Tập trung lên đây cái nào, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho việc kiểu đại chiến bọn nó cái. Mà tới các bọn này đâu? Có vẻ không được. Lui về đây cái nào. Mày thì mua bọn này đâu? Có vẻ khả năng thành công cao, khá là cao phết chứ nhỉ. Ở Kaga thôi rồi. Phòng thủ với đây, đây vậy. Non-clan religion, hơi khó đó. Hơi bị khó. Thôi mày dẹp đi không? Mình cần phải có thêm tiền chứ. Mày đây, thôi mình biết chắc mà, vì hiện tại là mình biết chắc chắn là một cái bọn kiểu cái thằng cha Otomo nó sẽ không xâm lược mình nữa rồi. Thì mình sẽ kiểu dẹp bớt quân đội cái. Tỉnh này tiếp tục dẹp bớt quân đội cái nào. Hiệp qua sáng nay vừa đi tham gia cái dự cái gì nhỉ? Lễ tuyên dương cái học sinh tiêu biểu gì đó. Khốn nạn. Kiểu bắt mình ngồi đấy, kiểu cho cái kiểu cái đèn ấy xong rồi về vứt về, chả chết được nhá, cực kỳ chán. Đừng có tưởng đấy vinh dự gì cả, cực kỳ chán luôn. Khi tân trọng, mình đã đẩy cho thằng này làm đem trôi. Kiểu sao tiên nó honors 3 nhỉ? Sao nó có 3 luôn nhỉ? Ok, Mori có vẻ đang liều chết rồi. Otomo, mẹ thằng cha này, mình chắc chắn phải đi dẹp cái thằng cha agent kia nhá. Đừng chết. Ui trời, quá ngon. Thằng này nó đi spread. Đừng chết. Ý gì? Thằng cha đang có vấn đề đầu óc đây. Thôi gọi đánh nhau vậy nhá. Quân đội mình sẽ áp đảo bọn nó tí. Mình sẽ là phải mua quân đội bọn Otomo kia rồi. Nói chung chỉ cầu trời bọn nó kiểu không thành lập mà thằng tướng mới đâu nhá. Và mình sẽ xem thử xem quân đội tiếp viện mình sẽ như thế nào đây. Giận con em đằng kia nhỉ. Sắp thi cấp 3 rồi. Hôm nay 24 rồi đó. Tầm 2 tuần nữa thôi mình sẽ thi đâu. 2 tuần rưỡi. Chắc tầm 2 tuần nữa mình sẽ thi. Quân đội mình sẽ tiếp viện từ đằng sau này. Thôi rồi mình sẽ cho quân đội của mình thì lên trên đồi nhá. Lên trên đồi là tiện nhất rồi. Ôi, trận này sẽ khó khăn này. Biết vậy. Star Battle. Nói chung cái campaign này của mình kiểu ít khi chơi mộ quân đội kiểu đặc biệt và đặc trưng của nó nhỉ. Khi mày lui về đây đâu. Bọn này có đang chạy không? Đang di chuyển khá là nhanh đấy. Cần phải cho sẵn sàng tí đi vậy. Bọn mày lui về đằng sau cái, có gì sẽ xông lên hỗ trợ bọn đằng trước nhá. Kỵ binh bọn này chạy ra đây đâu. Nói chung mình nghi ngờ khả năng cao là quân đội mình sẽ kiểu round cực nhanh đấy, cơ mà cứ thoải mái vậy nhá. Ba bọn mày thì thôi rồi, mình sẽ cho bọn này chat đầu tiên này. Mình đã suy nghĩ có nên không nhỉ? Bọn này chủ yếu là cung. Thôi khi không kịp đâu nhá, nên là mình sẽ cho lui về cái đồi đằng sau này. Thôi rồi, sẽ cho lui về cái đồi đằng sau. Vậy thì quân đội của mình từ tí, bọn này nó xếp đội hình hơi có vấn đề tí nào. Rồi ok nào, bọn mày giãn đội hình ra. Ta sẽ cho bọn mày đứng trên đồi đằng này. Rồi ok, rồi sau đó thì là cái bọn này mày ra đây. Mày chán ở đây cái nào. Bọn mày thì đứng cánh như vậy nhá. Rồi sau đó bọn Ashi Yarushigaru đây, rồi sẵn sàng thế đi. Mày đi ra đây là cơ mà.
Trời, di chuyển hết rồi gì? Tướng đâu? Lên đây hỗ trợ cái nào? Hỗ trợ tinh thần. Ok chứ? Quân đội mình chắc chắn sẽ thắng được. Thoải mái, thoải mái. Bọn này là cái thá gì với mình? Cơ mà bọn này có khá nhiều samurai đó, nên mình cũng phải cẩn thận tí. Cơ mà màu giáp của bọn này cũng khá đẹp chứ nhỉ? Màu kiểu kiểu màu xanh sẫm, nói chung không nhìn ra là kiểu kiểu màu xanh lẫn màu bạc ấy. Chống đẹp hết nhỉ? Đẹp hơn Uesugi với cả Date. Date nhìn xấu chết được ấy. Mình không thích nhìn màu xanh lắm. Chắc nhìn quen quá rồi đó. Quân đội chúng ta sẵn sàng, thưa lãnh chúa. Bọn mày chui vào này đâu. Đứng mặt bằng sau này bảo vệ cái nào. Mình lại vứt một đứa đây rồi. Thôi rồi. Mày ra đây cái nào. Ok, trả đằng trước cái vậy nhá. Nói chung là cứ mình sẽ có một chút việc kiểu kiểu đi dụ của nó tí mà. Thằng tướng này đây đang treo cờ kiểu kiểu cờ Thiên Chúa giáo. Mình cho đốn mặt quá. Đây là quốc gia Hồi giáo. Nhầm. Sao mình cứ nói nhầm Hồi giáo nhỉ? Bọn này là bọn sao bọn này không dùng súng nhỉ? Bọn này tách đội hình ra rồi đó. Ok, khá là may đó. Thôi cứ tách đội hình ra đi nhá. Tách đội hình ra, mau lên, bọn mày phải tách đội hình ra cho mình được cho tao cái. Và sau đó quân đội mình đang hơi bị yếu tinh thần đó nhỉ. Bọn này cho Light Cavalry đang truy đuổi quân đội mình ở đây. Quân đội mình bên này không có cung nó đâu, nên cứ dàn ra đây cái nào. Bọn này tách đội hình ra cơ, mình chẳng hiểu ra lắm. Ok, mình sẽ úp đằng sau của nó mà. Xem này, no 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 no. Ngu rồi. Cầu trời sẽ thắng nó đi nhá. Quân đội mình đã thắng mình kiểu kiểu để lấy wedge formation nên là nó mới. Ấy trời, từ từ tí. Mày bắn được chưa? Đầu tiên là sẽ cho bọn này tấn công đây này. Trời sao khó điều khiển bọn này tấn công này. Rồi ok, bọn mày tràn xuống đồi bọn tấn công một cái nào. Và bọn mày bắn tên lửa cái. Nói chung là chết bao nhiêu cũng được. Mãi, mình chẳng quan tâm đâu. Quân đội bọn này sẽ yếu hơn mình mà. Mình có nhiều lực lượng tốt hơn mà. Mình nghĩ vậy. Từ từ tí xem nào. Bắn tên lửa nhá. Bọn mày tạo lập thành Yaru World Formation cái nào. Mày khá kỳ lạ chứ nhỉ. Rồi được rồi, quá ngon quá ngon. Mình đang tự nhận thấy là quân đội mình rất khá kỳ lạ đó. Cả quân đội của nó cũng khá kỳ lạ đó. Thôi rồi, tướng đâu? Tướng đi hỗ trợ cái nào. Đồ ok, bọn mày xong chưa cái. Chết rồi, ok. Qua lại đây, tấn công vào. Ở đây có Boa Shigaru không? Không có à? Thôi quân đội mình thắng rồi. Nha, bọn này hỗn loạn đội hình rồi. Bên này đội hình của mình không có việc gì tấn công nhỉ. Thôi mày ra đây hỗ trợ cái nào, không chết đấy. Còn đứa nào chưa, à đây, chưa dùng tên lửa đây. Cho tên lửa nó đi cá nào. Mày vào đây hỗ trợ đấy. Được chưa nhỉ? Đi phá này cái, đừng cho bọn này quay lại. Tách một vài nít ra để tấn công đâu. Bọn này thua chắc rồi nhá con. Một sự ngu xuẩn khi mà kiểu kiểu tấn công mình. Mọi kiểu tách đội hình ra mà mình chẳng hiểu ra lắm. Kiểu kiểu chỉ vì một thằng cái thằng unit kỵ binh này mà sau cuối cùng là tách cả đạo quân mình ra. Kiểu kiểu quay quay lưng về quân đội mình ấy, nên là bọn nó hơi có vấn đề tí. Continue cái nào. Cần truy đuổi ra xong cái. Tăng tốc lên. Tăng tốc. Nói chung là để mà nói, nếu bây giờ mình úp đằng sau cái bọn Otomo thì mình sẽ thắng chắc rồi nhá. Mình bây giờ quân đội mình sẽ có mặt từ Tosa, sẽ quay lại từ mặt đằng sau, úp bọn nó từ ngay chính nội đồ của nó luôn. Biết vậy cái.
mình nên đánh thủ đô của nó hay là đánh vào kiểu mặt nam ấy, Shimazu đất cũ ở Shimazu Isu ơi. Cái gì nhỉ? Chả nhớ tên lắm. Rồi thì mình chết cũng gọi là tương đối gọi là ít. Nói chung không nhiều nữa đâu. Đúng mốc đi. Mình có đủ tướng rồi nhá. Oh shit. Được lắm, ngon lắm, giỏi lắm. Từ từ tí, Iyo nổi loạn. Ai, sẽ bỏ mía các bọn oh shit. Rồi ok, cho lúc này mình sẽ cho thằng này mày ra đây. Assassinate này. Đây sẽ là hậu quả của việc đi làm loạn đấy. Rồi mày ra tập trung đây được không? Mình sẽ tiêu diệt bọn này, nhá. Chết thằng Mesuke đây rồi mình hơi có vấn đề đó chứ nhỉ. Sao Tango ở đây tự nhiên lại có... Thôi biết vậy cái. Chơi một unit đây cái nào. Thằng này chết rồi. Mình sẽ mua quân đội này. Ok chứ. Ở sạch xin đây đi. Failed. How the fuck. Quân đội này nào đấy. Khá nhiều samurai đó. Thôi mua đi. Kinh tế sẽ trả được. Chắc vậy. Mình nghĩ vậy. Thôi còn mình sẽ tăng huế nhá. Mình đi đánh chặn bọn này kiểu kiểu không cho bọn thằng này di chuyển đâu được. Nói chung mà chặn hết được bọn nó. Thằng cha có được cả đống quân đội ở đây ý nhỉ. Thôi cho tôi resolve vậy. Oh, Barific Victory. Kiểu kiểu hùng hùng dở dở ngương này. Christianity rồi, ok mình sẽ cho xây dựng nhà thờ trên Phật giáo đây thôi. Mày ở đây thì mày có thể xử lý được cái Shinto Buddhism không? Có vậy, có lẽ có vẻ là sẽ không xử lý được nhưng mà thôi sẽ cố gắng vậy. Thuế ma nào rồi? Có lẽ sẽ cho thằng này miễn thuế này rồi sau đó sẽ tăng sạch thuế lên. Ok chứ, kiếm thêm tí tiền. Sau đó sẽ tấn công vào Hoki này, sao đủ kiểu đủ thứ này. Quân đội mình ở đây sẽ nói chung là nghỉ ngơi khá nhanh đó, bởi vì là đây là tình thành cấp cao mà. Mà sao bọn nó hay xây thành cấp cao ở Bichu nhỉ? Đồ ghen thân vậy. Mẹ thôi nổi loạn này. Sẽ hơi có vấn đề đó. À thằng này demoralize army của mình. Sẽ phải xử lý bằng xong cái bọn này đi nhá. Mình không có hùng mà kiểu kiểu. Oh shit. Oh shit. Nổi loạn từ bao giờ đấy? Không phải chết với tao vậy nhá con. Rồi ok bọn này nổi loạn mình không hề biết cái gì cả. Không hề thông báo gì cả. Đây rồi. Ơ sao xin lấy thằng Demjo kia vậy. Cái bọn Otomo đang có đạo quân để xâm lược quân đội mình đó, thế nên là cũng phải cẩn thận tí vậy. Thì bọn nó đang đâu đó quanh đây này. Chuẩn bị quân đội đấy cái. Mày, hành quân ra bên này cái nào. Sẵn sàng đánh trả bọn nó cái. Nhá. Đánh trả tí vậy. Thôi rồi, vậy thì mình sẽ... Thôi rồi. Mình sẽ phải làm đủ thứ đấy. 8.872. Ê trời, tiêu diệt bọn này khi tốt hơn đó. Kinh tế mình vẫn hơi có vấn đề rồi. Tự xử cái. Peacefully occupy này. Ôi trời ơi. Bỏ mía nó rồi trời ơi. Thôi tôi không bingo luôn đi. Bọn này 100% Christianity rồi. Bé cái người ở đây. Ok, mày lên thuyền đến cái nào. Rồi thì mày di chuyển ra vùng... nói chung Hyuga vậy. Cầu trời bọn này bảo vệ mình. Nhá, cầu trời vậy. Tấn công ra đây cái nào. Đẻ đi. Chết tí được. Mới chẳng quan tâm đâu.
Quay xuống đây mà đi kiểu đi dẹp loạn bọn này cái, apprehend cái nào. Tiêu diệt kiểu cứ tiêu diệt từ từ bọn nó cái. Bọn này nhiều agent quá. Quân đội này tiến lên đây được rồi đó, bắt đầu đi tiến vậy. À, bọn mày tiến quân đội đi. Nói chung là bọn nó sẽ làm gì thì làm. Bao vây thằng này đây này. Nói chung là có gì rồi sẽ mua bọn này thôi. Hoặc là mình sẽ tiêu diệt bọn này luôn đi cho xong cái. Mình khá hạn chế đánh nhau bọn này mà. Mình không muốn phải đánh nhau nhiều lắm đâu. Kiểu mình cảm thấy nó mất thời gian tí mà. Lên level 6 rồi gì? À, chơi level 5. Mệt quá đây. Cộng 5 happiness. Oh shit. Resistant to invader stand and fight Ashigaru unit. Thôi vào cho cái này đi vậy. Tăng morale tí. Tấn công lên Izumo cái nào. Mày tập trung ra đây. Rồi ok, chuẩn bị đi tiêu diệt bọn nó cái. Phá đi. Tôi không có hùng. Tập trung ra đây cái nào. Máy lượng qua đây xem thử xem quân đội nó ở đâu rồi. Ôi, trời xe hơi mệt ra này. Cơ mà cứ phải chịu từ từ vậy. À đúng rồi, còn là Wakasa nhỉ. Mình quên mất luôn bọn này đấy. Bọn này thì để mà nói sẽ hơi có vấn đề đó. Treacherous thì cũng... Ai, trời. Thôi rồi mình sẽ chuẩn bị hàng loạt quân đội trên mấy cái vùng này nhá. Xem thử xem phòng thủ nào được. Ờ, Iwate có thằng Legend này, kiểu level cao nhỉ. Cho chuẩn bị Uzen như vậy nhá, để xem nào vậy. Sẵn sàng lên tí vậy chứ mình không thể nào đảm bảo bọn nó sẽ đổ bộ ở đâu được. Quân đội của mình thì tỉnh này bọn này khốn nạn chết được ấy chứ. Ok, enter như vậy. Nói chung là Mori sắp chết tận nơi rồi. Mình sẽ cho đến assassinate thằng loạt mấy thằng monk này đi. Mấy thằng kiểu agent này nó làm mình. Từ từ tí, thằng agent mình lại chết ở đâu. Kệ cho tỉnh này kiểu đốt sạch cái vùng này. Bọn này dân này thích nổi loạn đi. Từ từ tí, ở đâu ấy? Oh shit. Thành này thành cấp cao tí nhỉ. Mày ra đây hỗ trợ tí nào. Trợ một thêm một unit đây này. Vậy thì mày đổ bộ xuống đây rồi đó. Kệ mặc xác nó. Chiếm cái này rồi ok này. Tỉnh này có Christianity rồi ok. Xây chùa liên tục nhá. Không đừng xây chùa được đâu. Tỉnh này cho miễn thuế vậy. Biết đâu được bây giờ. Lùi về. Cho con được nghỉ ngơi vậy. Mày đi ở sát thế thằng này vậy nhá. Thằng agent của mình ở đây lại chết rồi này. Từ từ tí, thằng agent mình đâu rồi nhỉ. Ây trời, Mesocam mình càng ngày càng ít rồi chứ nhỉ. Nâng cấp cái chùa đây cái nào. Đồ ok thì chưa mộ thêm 2 măng ở đây này. Xong Mesuke nữa. Chưa mộ càng nhiều Mesuke càng tốt. Chiếm. Rồi thì vùng này cứ kiểu cho bình thường thôi. Vẫn khá tốt chứ nhỉ. Cắm vào Hoki vậy. Mày lên đây hỗ trợ nhá. Có gì có khả năng mà nó sẽ tấn công vào Fukushima đó. Chẳng mấy thằng cha này mà chiếm Ichigo mình sẽ hơi có vấn đề đó. Cơ mà mấy thằng này, shit. Mình khi mình sẽ pride bọn này chứ nhỉ. Pride được. Từ từ mình sẽ đầu tư vào cho cái pride cái. Rồi ok, cho ta hết sạch thuế được không? Được đó chứ nhỉ. Từ từ tí mình sẽ xem từ cho normal xem mình bỏ miễn thuế đâu được không nữa. Mấy cái vùng này nó không bỏ cái Resistance to Invaders nhỉ.
Thôi tao hết sạch rồi mày. Đang đi phá đất đai khác đấy. Tôn trọng người ta tí chứ. Lại đi phá tinh thần người khác. Ok, mình sẽ tiêu tiền thằng này mất. Thằng ninja mình sẽ xử lý được mà. Oh shit, tao gặp Fukushima đó. Ai, chết thằng cha này. Mà nhân cái đà này mà đi làm loạn đó. Ok, được rồi, mày thích làm loạn gì? Đúng không? Tự xử vậy. Rồi ok này, cái gì ấy? Iron Fist, oh shit. Cho tăng repression này cả nhá, sau đó mình sẽ tăng thuế lên vậy. Từ từ tí, xem tăng thuế lên level 2 được không nhỉ? Trong vòng vài thân mình sẽ tăng thuế lên level 2 được rồi đó. Tình này chưa biết thuế vậy, biết đâu bây giờ. Cố gắng kiểu kiểu giữ level 2 trong vòng vài thân rồi nhá, mình sẽ kiếm lên tiền tí. Ok, để yên cho bọn này cái. Mình sẽ không can thiệp vào cái vị trí cái kiểu cái bọn làm loạn đây. Sẽ làm gì được. Tấn công và chiếm. Peace occupy. Thằng trai dần đây đâu rồi? Masake đâu rồi? Tỉnh mỏ vàng đây rồi nhá. Chiếm Hyuga vậy. Tỉnh này có lẽ sẽ phải cho miễn thuế vậy nhá. Cứ tạm thời chưa cần thiết lắm. Trời, thôi vào vòng phía Nam vậy nhá. Miễn thuế đi. Xử lý nốt bọn này cái nào. Cho quân đội tấn công bọn này cái. Xử lý nốt, xong. Lui về Izo mà kiểu kiểu giữ cho bọn này không cho nổi loạn nó đi. Đúng là nổi loạn vì nhân dân sau cùng đi phá sạch luôn cả đám. Mình thì bọn này sắp chết tới nơi rồi. Thôi có quân đội nào này đâu. Ngược xuống Ichinen cái nào. Sau đó sẽ phòng thủ đây thôi. Promote him cái nào. Cho thằng tướng đây. Kiểu kiểu xây dựng mặt trận đây cái nào. Mà Fukushima sẽ hơi có vấn đề đó. Muốn hòa bình không? Ê, trời, từ từ mình xem năng chiêu mộ đâu nhỉ? Từ từ mình xem thử xem mình có chiêu mộ đâu không để mình kiểu kiếm được tiền cái. Thôi sửa chữa thành này cứ để từ từ tạm thời tí bỏ tạm thời dừng lại cái nhá. Vẫn chưa đủ tiền nhỉ? Thành này sao? Có đủ tiền mà chiêu mộ một cái bọn giờ giờ ứng ngương ở đây chưa? 5.464. Mà mình lại không có tiền đâu ra được bây giờ được chứ trời. Tiền. Không phải bọn này nó lại làm loạn mất trời. Đâu rồi tiền. Thôi không có tiền đâu được. Thôi sửa chữa hết sạch đi nhá. Trời đời ạ. À. Ai cho tôi tiền bây giờ? Rồi. Tạm thời cầu mong là bọn nó sẽ không kiểu kiểu là tấn công mình vậy. Tấn công vào bingo mình. Thôi tự xử đi nhá. Thằng này chẳng làm gì đâu, bọn này toàn là samurai mà. Nói chung là Mori chết chắc rồi này. Bọn này may có bây giờ mà xuất hiện. Không, mình đã mất sạch đoàn thuyền này rồi. Mà mất sạch đoàn thuyền này thì mình sẽ mất sạch đạo quân mình trên thuyền đấy. Không sống đâu, bọn nó không mời đâu. Ê xì, lại tấn công Fukushima rồi này. Đừng chọn tướng, đừng chọn tướng. Ô bọn mẹ lại có tướng rồi. Bọn nó có đội mới sắp xâm lược tới nơi đó à? Đấy, tự nhiên để bọn này tấn công ở đây cũng được chứ trời. Có thằng agent nào quen đây không? Thôi cứ để từ từ bình tĩnh nhá. Mình sẽ cho Pride dần dần từ từ kiểu kiểu là cứ Pride liên tục là xem và chắc là xong đấy. Aki, thủ đô bọn này bị mất. Bị nổi loạn. À, chắc là thiên chủ giáo mà. Kiểu kiểu thiên chủ giáo là vậy. Năm mồ thôi, lâu cũng điên người hả? Tiền số phía Nam
tấn công vào Satsuma cái nào. Có thằng cha agent đang ở đây này. Ok, tiếp tục chiêu mộ trên này cái. Cho hai một số tỉnh vẫn đang xích làm loạn nhỉ. Thôi cứ tạm thời là chặn nó lại cái, không cho nổi loạn. Chặn này. Ở đây chưa mộ thôi được rồi. Mày thì tiếp tục di chuyển ra đây cái nào. Kiểu mày tấn công luôn sang bọn Otomo nhá. Quân đội này ở đây sẽ cần có một số việc để giải quyết đấy. Cho thằng ninja đây cái. Rồi mình sẽ đi phá bọn nó. Agent xuống đây xem nào. Mày mua thử tỉnh này thế nào. Tập trung quân đội sẵn sàng phòng thủ cho một cái tỉnh này. Rồi xem nào. Mày dẹp thằng tướng đi cái nào. Ê trời, tao bảo dẹp thằng tướng mà. Ô con này bán đất à. Ô hóa ra cái thằng Otomo bán đất cho thằng cha nước ngoài đấy. Ok bọn này ngu rồi. Ngu xuẩn. Mình phải nói vậy. Lên level cái đấy ha. Ông ninja detected ở đâu đấy. Thôi mày ra đây mày ám sát thằng cha tướng này đi cái. Assassinate này. Không mày assassin thằng này vậy. Tùy thích mục tiêu nào cũng được. Tự sở. Xong. Và Mori đã chết nha. Mori đã chết rồi. Từ từ tí. Đừng có nói thằng cha đem vô. À không, không làm sao. Cũng may. Khi mình sẽ phải giết thằng cha tướng này luôn đi chứ nhỉ. Vòng qua đây cái nào, tấn công vào Suo. Hả, chạy đi vòng qua đây cơ mà. Tấn công xong cho miễn thuế vậy. Phá, cháy sạch. Rồi ok, an toàn ở đây cái. Chiếm Peaceful Occupy này. Rồi ok, sửa chữa này. Thành này cho miễn thuế vậy. Kinh tế mình khá bình thường nhỉ. Từ từ tí. Mimakasa sắp nổi loạn lên nơi rồi. Mày ấy mày thả phá này đâu. Cứ thử thế nào. Mấy thằng trai chả làm cái gì cả. Chả làm cái thá này luôn đấy chứ trời. Quân đội đâu, tiếp tục di chuyển lên phía này cái. Khi mình sẽ tấn công Aki đi xong cái. Về có một nổi loạn đây cái. Chiếm luôn cái tỉnh này. Rồi ok, vậy thì cho Buddhist Temple cái nào. Nói chung là cái bọn này chết chắc rồi. Thử tập Assassinate nào. Cứ tập Assassinate để kiếm thêm tiền, tăng experience point mà. Sau đó mình sẽ mua quân đội của nó. Mất thằng tướng mình sẽ thoải mái hơn tí mà. Cứ biết vậy cái, nha. Agent đã rồi, xuống này cái đi. Tăng hết sạch thời lên cái. Kiếm lên tí tiền. À rồi vùng này đấy, mình quên mất ạ. Tấn công xuống phía này, dẹp bọn này cái. Quân nổi loạn và đòi đánh nhau á. Chỉ là phút huy hoàng lâm thời thôi. Dẹp. Chiếm. Đồ ok. Tỉnh này sắp nổi loạn đến nơi đó. Thôi cho miễn thuế vậy. Và cho miễn thuế liên tục này mình sao làm được gì được. Kinh tế nghèo nàn đói. Đói chết được chứ trời. Thời buổi thời nay không có gì ăn. Otomo sắp đổi bộ đi đâu rồi. Bó mía nó trời, quân đội kia phải cho lui về rồi. Thôi cho đem vô lui về nhá. Tiêu tiền thằng đem vô. À thằng trai định tấn công ha. Xử lý được. Ngô xuẩn. Quân đội này chủ yếu mình mua của Mori cả Otomo chứ nhỉ. Sao chưa gì tấn công luôn rồi này. Rồi biết vậy cái nào. 4G sub war, ample supply. Rồi biết vậy cái đã. Rồi ok. Còn một turn nữa là mình sẽ
2 này. Miễn thuế vậy biết làm việc nữa bây giờ. Bao vây cái tỉnh này cái. Tiêu diệt. Chạm tướng, chạm đang vô. Rồi ok, tấn công Nagato được chưa? Ê trời, ngu xuẩn. Mày qua lại đây tấn công vào Mimakasa cái nào. Chiếm lại, không tha bọn nó được đâu. Miễn thuế. Cứ phải miễn thuế liên tục này cũng khó chịu thật đấy. Rồi đi, quân đội tỉnh này cũng sẵn sàng mà để làm gì đó rồi đó. Assassinate nào. Cứ tập đi. Oh shit, thằng này làm đem vô này. Ôi trời, cứ để thoải mái từ từ như vậy. À, chuẩn bị tập trung quân đội, chuẩn bị sẵn sàng tấn công xuống đây cái nào. Quân đội đến này khá là mạnh đó. Nói chung bộ quân đội vậy nha. Nói chung bộ quân đội chuẩn bị sẵn sàng tấn công xuống này để phản công bọn nó mà. Khiếp cái giọng mình có vấn đề đó. Trời ơi. Ok, enter được vậy. Cố gắng này cứ cho xong đi cái. Thằng level cao đấy. Lui về thôi. Cho tập trung quân đội vào đây sẵn sàng còn tấn công mà. Otomo rồi ok nào. Cho kiểu normal cái đi. Không là loạn được lên đấy. Cho nổi loạn đấy thế. Rồi. À cho xâm lược đây. Nói chung sẽ xử lý được. Chiếm Iwami mình chẳng lo lắm đâu. Peaceful Yukupai này. Rồi ok. Mặt sau anh sắp chết tới nơi rồi đó. Fukushima rồi. Kinh tế mình vẫn đang sập. Normal của bọn này thì chỉ sẽ nổi loạn ở nơi đó. Chờ một mũi này đủ rồi đó. Tấn công sang Hugo cái nào. Lên phương Bắc, lên phương Bắc, lên phương Bắc, lên phương Bắc. Cái tỉnh này đứng một khốn nạn đấy. Lăn lách lên. Để mà có thể bắt kịp được tiến độ là trời ơi. Sửa chữa thành sẽ cháy đốt hết sạch đi nhá. Để mà nói mình mà tấn công để mà có thể thành công được là kiểu là tấn công tiêu diệt sạch bọn nó trong cái part lần này ấy, thì mình sẽ phải là không tấn công, không đánh trong trận chiến mà kiểu cho tôi resolve luôn cho nhanh cái. Vì lần nào kiểu như quân đội mình áp đảo hết sạch luôn rồi ấy, thì nên là mình cũng có thể nói là thắng được chắc chắn rồi. Sửa chữa cái thằng này như vậy, kinh tế mình, shit. Đố đi, nha, đố đi. Kiếm lên tí tiền. Bỏ mấy thuế cho con. Tha tao tí nào. Kiểu không thèm bỏ cái resistance to invaders cơ. Kiểu ghét mình mức vậy cơ. Nhá, chả hiểu sao được. Thôi mình sẽ cho chơi quân đội xuống đây nhá. Khoảng tầm chia một vài nít lên đây. Kiểu để vài nít lên đây rồi đó. Tỉnh này đây thì chính nít đây đang có. Mà mình làm gì có số ai phân truy nhỉ? Ai trời, thôi bỏ mấy thế với tỉnh này hay vậy nhá. Cần phải có thêm tiền cái. Không vấn đề kinh tế sẽ hơi có vấn đề đó. Thôi rồi, chuẩn bị enter như vậy cái nhá. Phòng thủ quanh đây vẫn đang gọi là chưa tốt được cho lắm, cơ mà sẽ được đó. Lùi sang bên này, chuẩn bị sẵn sàng tấn công thôi vậy. Mấy người sắp xong rồi đó, sắp xong một cái campaign này rồi. Campaign này kết thúc khá nhanh chứ nhỉ. Trời. Lại tấn công xuống Fukushima và mình lại thấy kiểu nó phí tiền quá. Có vẻ hơi ngu người. Quân đội chính của mình đang tập trung gần đấy nên mình cũng không sợ lắm đâu nhá. Mình có cả đống quân đội đang tập trung gần đây mà. Martin Andres này đâu rồi? Cái bọn giờ ương ương này không thể tha mình được.
nổi loạn, cái nổi loạn liên tục này mình không thể làm gì đâu. Tấn công tiếp xem nào. Cái bọn Otomo trên cái đất nước này kiểu kiểu lâu lắm rồi nên là bọn nó cũng đang có ảnh hưởng cực kỳ nặng lên cái mấy cái vùng đất này. Mình đã phải lo cho bằng được ấy chứ. Đâu cứ làm việc mấy. Trời, cứ phải tập trung quân đội quanh đây cũng mệt thật đấy. Cái Slugopine này tăng hết sạch thuế lên thôi. Thôi cứ để yên tạm thời vậy nhá, rồi sau đó mình sẽ cố gắng kiểu kiểu là tóm hết sạch quân đội, kiểu kiểu là sau khi mình tiêu diệt hết sạch Otomo ấy thì là mình sẽ quay quân đội lại mà mình sẽ tiêu diệt bọn nó. Tấn công vào Nagato đấy. Đúng là chuyên gia úp một khác nhỉ. Vừa phải quay lại quân đội xong. Ok này, mình đang kiểu kiểu tranh giành cái vùng đất phía nam nó còn lại thôi. Rồi sẽ xử lý được Christian Revolt, Satsuma rồi ok. Sẽ xử lý được, bọn này thì nếu mà dám tấn công bọn nó sẽ chết lắm mà. Quân đội mình ở đây chắc chắn là đủ phòng thủ rồi. Normal. Tình hình nổi loạn không? Có lẽ sẽ có, cơ mà chưa biết ở đâu. Tụi mày quay về đây giữ đi cái nhá. Từ từ mình sẽ cho thằng cha này ở đây quay về đây giữ cái nào. Rồi mình tấn công bằng Nagato cái nào. Hitsulikopine này. Rồi này, Iwami thì cần phải cho miễn thuế này, sửa thành. Rồi bên trên này mày sẽ phải tấn công. Nên chia cái đôi quân đội đi cạnh và đi vậy nhá. Từ từ tí, mình sẽ phải cho chia đôi quân đội. Giọng mình vẫn có vấn đề quá. Chia cả đống quân đội rồi này. Tấn công lên Hizen cái nào. Khi mình sẽ phải chiêu con thêm quân đội ra nữa nhỉ. Từ từ tí, khi mình sẽ phải quay về đây cái đo sửa chỗ quân đội là cái nào. Tỉnh này sắp nổi loạn tới nơi đó. Chiêu mỗi một unit nữa, một unit thôi. Tỉnh này sẽ có vấn đề. Tỉnh này chắc chắn sẽ có vấn đề rồi. Hiệp qua loạn lại lên. Mày đâu ra đây thử đi luyện tập đi mà đi chém thằng tướng này cái nào. Vẫn fail. Mấy cái người. Mày đổ bộ xuống bên này đấy. Úp cho bọn này không ra gì nữa đi. Ngu khi bọn này mua quân đội mình đó, nên là cũng phải cẩn thận tí. Kêu mà quân đội đấy, cái kiểu thiệt hại nặng quá rồi nên cũng chẳng có việc gì phải sợ lắm đâu nhá. Cứ thoải mái vậy. Tấn công luôn vào Miyagi đó ha. Ngọn ngu. Quân đội mình ở đây có thể gọi là hoàn toàn áp đảo bọn này rồi. Thì là có thể nói là mình sẽ chiếm lại được Fukushima và bọn này chết chắc rồi. Sao thằng này có tên là Otomo Michi Tomo nhỉ? Mình tưởng mình tuyệt tầm tấm của bọn là Otomo chứ nhỉ? Trời, đội hình bọn này sẽ ngu đây. Tấn công vào ngay cái thành của mình. Cơ mà quân đội mình vẫn đang gọi là hơi thất thế tí nhỉ. Biết vậy. Star Battle rồi này. Đồ ok thì là bọn nó đang dàn ra trận đằng kia này. Khi là mình một số unit đằng đây gì. Có vẻ sẽ hơi nguy hiểm đó. Nên thôi mình sẽ cho khoảng tầm 3 unit ra đây. Kiểu kiểu bọn này sẽ làm kiểu kiểu là Jerry War Formation cái. Rồi bọn mày đứng ra đây nhá. Bọn mày đứng ra đây cái. Đây kiểu kiểu mình sẽ dụ cung bọn nó kiểu leo thành ấy. Nên là cũng sẽ xử lý được. Ok tăng tốc một cái. Mời dàn. Bow Samurai. Rồi ok biết rồi. Biết vậy. Bọn ngu ấy.
Giãn ra đây cái nào, rồi chuẩn bị sẵn sàng tấn công cái. Rồi ok, đội hình trên này sẽ phòng thủ nhá. Mình hơi nó ngọng tí bởi vì là mình cũng gọi là mỏi miệng quá rồi, thông cảm tí nhá. Tấn công và tiêu diệt cung bọn nó đi cái nào. Bọn này không tấn công cung nhỉ. Rồi ok, mình bị chặn một unit ở đấy rồi. Xem mày đây, cơ mà có khả năng cao mình sẽ thắng được. Không sợ đâu nhá, đừng có sợ, mình sẽ thắng được. Quân đội bọn này là, nói chung mình lập Yaruo Formation mình không sợ đâu. Một số unit, oh shit. Từ từ, quay lại. Mau lên, mau lên. Sao bị nát bên này rồi? Rồi ok, bọn mày tấn công xuống đây không? Bọn này tấn công một cánh mình thì mình sợ quân đội mình sẽ chết cả đống. À không, không chết đâu nhá, không sợ chết. Bọn này thua chắc rồi. À, bên này của mình vẫn đang cuồng áp đảo bọn này cái. Oh shit. Từ từ tí, quân đội mình có vẻ đang hơi có vấn đề morale ấy chứ. Có vẻ sắp chạy tới nơi đó nên cũng phải cẩn thận tí. Nguy hiểm quá rồi đó. Nói chung chạy cái đám rồi. Vậy thì cực kỳ nguy hiểm lắm rồi đó. Nói chung hơi ngu đó. Kiểu tống hết sạch quân đội ra, mình nghĩ là mình có thể thắng được. Trong khi mình không thắng được. Mày tiêu diệt bọn này được không? Bắn cung vào đây và tiêu diệt bọn nó cái nào. Bỏ cái đội hình ra cái nào, tấn công bọn này cái. Mau lên, mau lên. Rồi ok, mày xuống này cái. Tàn tốc. Ôi trời, gọi thảm sát đúng đó. Mà chẳng chết là nhiều lắm đâu. Tấn công tới mặt đằng sau này. Phá đội hình bọn nó ra. Được chưa nào trời. Thắng rồi. Tấn công xuống tới thành cái. Về cho bằng xong bọn tướng đi nhá. Bọn tướng này cần phải chết trong được đi cái. Quân đội mình là Yari Shigaru nên chắc là thắng được á. Thằng sợ đâu. Thắng. Rồi ok, Otomo bị đuổi ra khỏi phía Bắc rồi. Ôi trời, tỉnh duy nhất của bọn Otomo trên phía Bắc và sắp bắt tới nơi rồi đó. Nói chung là mình sẽ có một đạo quân từ Ichigo tấn công xuống mà. Với cả một đạo quân từ Miyagi tấn công xuống nốt. Sẽ xử lý bằng xong cái. Rồi, quân đội mình sẽ cần phải nghỉ ngơi. Sẽ cho nghỉ ngơi rồi vậy. Mất heal cả đấy gì. Biết vậy cái. Tấn công vào Satsuma. Mệt hết cả người. Thanh này sắp phòng thủ được thôi. Có nâng cao về cái melee attack mà. Có thể gọi là vậy. Mình nghĩ phòng thủ được. Rồi, vậy thì việc phòng thủ chúng ta như nào bây giờ? Có nó khả năng cao mình sẽ thua. Cơ mà tỉnh sắp xuống màn nó không có kiểu là kiểu chiến lược quan trọng mình lắm. Nên là cũng gọi cứ thoải mái vậy. Có khi là hai unit này xuống thế này cái đi. Phòng thủ thế này cái. Rồi sau đó một số unit thì bọn mày ra đây đứng kiểu chặn bọn này ở đây nhá. Thần tốc. Em lên cái nào, mình sẽ phải đợi đây. Chúng mình ngắm bắn tiêu diệt bọn này thôi. Tiêu diệt hết sạch đi nhá. Giảm morale rồi. Chạy đi.
Tán lên tôi nhờ cái nào. Kiểu kiểu chạy hết sạch luôn đi cái nào. Morale bọn này vẫn chưa tụt hẳn xuống nhỉ. Cơm mà sẽ thua rồi. Bắn tiếp, bắn tiếp, bắn tiếp. Đừng cho nó kiểu kiểu phục hồi lại được. Bọn này chiếm cái tháp này rồi. Oh shit. Từ từ đi. Chặn thằng bên này cái. Thôi mày sang bên này hỗ trợ cái nào. Tấn công xuống phía nam này. Rồi ok, thành này bọn nó kiểu kiểu chết chắc cả đám rồi. Cứ nói chung mình sẽ thắng bên này đi. Bọn này sẽ quay lại thôi. Cơ mà mất hết sạch cả đống, unit ở đâu nữa. Lòi nữa. Chảm tướng này. Đồ kia mày tiếp tục phòng thủ bên tường hai cái nào. Tướng mình bên này chạy rồi. À vẫn còn sống rồi đó. Ok chảm tướng chưa. Đồ kia tướng nó chạy rồi. Quay sang bên này. Ờ xong mày chú ra đấy. Ôi trời, nhanh nhanh cái nào. Bọn này sắp chết tới nơi này. Cùng này sắp chết rồi. Cứ thoải mái đi, làm sao đâu. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Hooray, hooray. Mở thời gian. Thắng, tiêu diệt sạch. Và kiếm cái đống morale. À đâu, kinh nghiệm mới đúng. Mặt hiệu gà hơi hỏng tí nhỉ. Mất thì mất đi, mất thời gian quá. Warriors recruited. Xua cả tỉnh này nó sẽ nổi loạn nơi rồi đó. Miễn thuế vậy. Luôn luôn miễn thuế là quan trọng nhất rồi. Mày thì tấn công ra đây cái nào. Rồi sau đó sẽ lui về. Khiếp đầu hàng cái nào. Chiếm Chris Flugipine này. Rồi ok. Phá sạch cái này đi. Fukushima này mày sẽ về thuộc tay tao thôi. Về lại tay mình. Cơ mà lại ngu rồi. Không có đủ tiền thế mới kiểu tài nhỉ. Miễn thuế này. Tiếp tục chiêu mộ quân đội thôi. Biết đâu bây giờ. Tấn công Hizen này. Rồi ok, ô tô mua gần chết nơi rồi. Cố lên. Mà để dàn quá. Vẫn chưa xong được. Cố lên cái nào. Quân đội chúng ta sắp gần tới nơi rồi. Tập trung quân đội về đây là vừa đó. Lại ngu quá rồi. Mày dàn quá. Bay đâu, tấn công xuống phía này cái. Fukushima sẽ là của mình. Mấy người. Bear 2 cái. Ok, enter. Kiếm tiền. Khi mình sẽ cho đạo quân từ Bungo tấn công xuống Bungo nhỉ. Rồi sau đó thì đạo quân kia tấn công nốt tỉnh còn lại. Fukushima mình sẽ xử lý được thôi. Mày đừng hoang mà chui về. Rồi ok là Christian Revolt ở đâu đấy. Osumi rồi ok hiểu rồi. Hey, chả không chặn được bọn này nhé. Normal rồi. Rồi ok. Tiếp tục tấn công ở Tsukushi cái. Chiếm. Nghe xong chưa? Sắp xong rồi đó chứ nhỉ. Và mày chui về Nagato cái nào. Sẽ hơi mệt đó nhưng sẽ xong được đấy. Mua này cái nào. Rồi ok. Cho thằng Damjo là không có chỗ mà về nữa. Tấn công Bungo nó được cái nào. Chuẩn bị sắp xong rồi. Cố lên. Mé được người. Còn 3 faction nữa thôi. Nhưng mà fashion cuối cùng thì thực sự nói chẳng đến gì lắm đâu nhá. Pie pass. Sao nhìn cái thằng nào kiểu kiểu toàn nó chóc này nhỉ.
từ từ tí. Ok, phá được, mình chẳng quan tâm nữa đâu. Bung ngô sẽ là của mình. Xong, xử lý xong hết rồi. Fist Flew Cupai này. À, thằng từ Nemjo nó vẫn còn à. À, thằng Nemjo mới à. Ok, xử lý thằng trai cái. Phá nốt đi này. Christianity là vẫn không giảm xuống đó nhỉ. Shintoburism có tăng lên tí cơ mà sẽ hơi bị lâu đó. Tấn công xuống đây cái nào. Cho mình thế vậy. Làm gì bây giờ? Thôi rồi, vậy thì hôm nay video sẽ dừng lại tại đây nhá. Các bạn thích video này thì hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình. Ok chứ? Ok, bye bye.